Xin chào các bác nhé. Sau đây thì em hướng dẫn cho mấy bác khách đang sử dụng mấy con đờ lông mà có chạy MD về cái cách sử dụng MD nhé. Tại vì là mấy bác có yêu cầu về hướng dẫn đến cách ghi. Đấy, cái cách ghi và cái cách sử dụng MD. Đấy, thì sau đây em sẽ hướng dẫn và cái cách cho các bác sử dụng nhé. Đấy, thì sau đây em sẽ hướng dẫn các bác cái cách ghi cách xóa nhá. Đấy thì đây là con đờ lông MA3, thì nói chung là mấy cái con Onkyo đờ lông thì nó xóa nó cũng y chang nhau mà. Nó chả khác nhau các bác nhá. Cách xóa thì nó giống nhau. Đấy thì mấy bác yêu cầu thì em sẽ hướng dẫn này. Đầu tiên thì các bác sẽ mở MD cho chạy này. Đấy, ở đây thì MD của em là tiếng Nhật, thế nên là em sẽ test cho các bác thấy đây. Đấy, bây giờ em muốn xóa tiếng Nhật đi nhá. Tất cả các đĩa em bán cho các bác thì nó là tiếng Nhật. Đấy, đĩa 35.000 cái là tiếng Nhật, còn đĩa mà 60-70.000 nó là tiếng Việt. Đây thì đây là đĩa tiếng Nhật nhá. Thì các bác đầu tiên sẽ xóa này. Nhấn stop này. Đấy, nhấn stop được chưa? Rồi, sau khi stop xong rồi nhá, thì các bác nhấn cho em này. Nhấn cho em vào chữ edit này. Đây này. Nhấn vào đây. Xoay này. À, cái này đang bị Bluetech. Đây nhá, em sẽ hướng dẫn này. Con nào mà đang bị chế độ Bluetech nhá, thì các bác sẽ gạt cho em này. Gạt cái lẫy này vào này. Bởi vì lúc này là để hở này thì nó đang là cái chế độ không thể xóa được. Mà muốn xóa hoặc là muốn lấy thì đây. Cài lại, gạt lại nha, đây là cái lẫy này. Đây là chiều mũi tên nhá, cái chiều mũi tên này hướng vào thì đằng sau cái chiều mũi tên nó sẽ có một cái lẫy gạt này. Lẫy mà này mà mở thì là nó sẽ báo là Bluetech, thì tức này là các bác không xóa được. Mà muốn tắt chế độ Bluetech đi thì mình sẽ phải đóng lại. Đó. Các bác thấy người Nhật thông minh không? Khóa lại là không thể xóa được. Đấy. Rồi, cho vào này. Nhấn cho em này, play này, thao tác lại từ đầu nhá. Đấy. Rồi. Nó chạy đúng không ạ? Nó chạy rồi thì nhấn stop này. Stop cho nó dừng lại nhá. Sau đó các bác nhấn cho em về chữ edit này. Không phải giữ nữa nha, chỉ cần nhấn lên một nút này. Rồi. Bây giờ nó về cái chữ này chưa? Xoay cho em này. Xoay, xoay. Xoay bao giờ về chữ ONG này. Đấy. Được chưa? Sau khi về chế độ này rồi nhá. Nhớ cho em chụp ảnh màn hình lại làm thao tác cho em nhá. Về đây rồi nhấn ok 2 lần này. 1 2 lại rông bão rồi. Mưa, tí mưa lòi mắt ra. Black. Black là trắng rồi nhá. Tức là lúc này đĩa trắng rồi thì bây giờ là có hai cái chế độ ghi. Một là các bác có thể ghi từ CD sang. À ba chế độ ghi nhá. Một là ghi từ CD sang này. Được chưa? Có thể ghi từ CD sang MD này, hoặc có thể ghi từ điện thoại vào MD này, có thể ghi từ TV vào MD. Đấy, tức là tùy theo mình chọn. Chọn ghi từ MD à, từ CD vào MD thì các bác lấy cho em cái đĩa phôi gốc nha, phôi gốc đĩa xịn thì mình ghi từ đây sang đây, được chưa ạ? Còn nếu mà chọn ghi từ TV sang thì mình chuyển về chế độ TV, ghi từ điện thoại sang thì chuyển về chế độ điện thoại, được chưa ạ? Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn là ghi từ TV xuống nhá. Đây, thì các bác sẽ chuyển cho em này. Bây giờ black rồi đúng không? Bây giờ kệ thì nhấn cho đĩa ra này. Rồi, đĩa ra rồi nhá. Rút ra này. Cho vào lại này. Ok nhá. Xong rồi thì chuyển cho em này. Chuyển cho em về chế độ TV. OPT là cổng quang nhá. Xong rồi đúng không ạ? Sau khi xong này rồi thì bây giờ em muốn gì ạ? Em muốn tức là em muốn copy nhạc từ TV xuống cái đĩa MD này nhá. Em sẽ copy đúng bài này cho các bác xem nhá. Chỉ việc nhấn này. Lúc ghi thì nó dễ hơn nhiều, nhấn red này. Nhấn play của MD này. Xong. Thì lúc này nó đang ghi nhá. Lúc này nó đang ghi MD nhá. Kệ đó. Đấy, vừa nghe vừa ghi nhá. Thì tối đa một cái đĩa MD như này. Đấy, nó có thể ghi được là bao nhiêu bài ạ? Nó có thể ghi được là 10 bài đến 12 bài, bởi vì một cái đĩa này nó dung lượng của nó lên tới là 64 phút. 64 phút các bác nhá. Đấy, một cái đĩa là khoảng 64 phút thì nó có thể ghi được khoảng 10 bài đến 12 bài, đấy, tùy theo ý thích của mình. Đấy. Nếu mà các bác thích ghi cho nó hết tất cả 10 bài luôn thì cứ kệ nó, bao giờ nó chạy đầy đĩa thì tự nó nhè ra. Là tự nó lưu nhá, tự lưu. Đó. Bây giờ mời các bác cùng em thưởng thức cái chất âm của con máy này luôn nhá. Chỉnh. Yeah.
Rồi thì tạm thời em ghi vậy thôi chứ không phải video nó dài quá các bác xem nó ức chế nhá. Thì bây giờ như này, bây giờ là ghi xong rồi đúng không? Bây giờ là nếu mà các bác ghi mà hết cái đĩa MD này nhá thì các bác kệ nó cho nó chạy hết thì thôi. Còn nếu các bác muốn dừng lại ghi nhỉ thì nhấn F stop này. Nhấn stop. Đó, nhấn stop thì đừng động vào nữa nhá, kệ nó. Bây giờ cái đèn này này, các bác để ý nhá, cái đèn nó nháy này, đấy. Bây giờ nó không nháy nữa là nó sẽ lưu lại. Nó đang lưu ấy, kệ nó. Bây giờ nó không nháy nữa là được. Rồi, không nháy nữa rồi đúng không ạ? Lúc này là các bác nó đã ghi xong rồi nhá. Thì bây em thử chuyển MD nhá. Chuyển MD xem có đúng cái bài vừa rồi không. Đó. Xong rồi nha các bác nha. Đấy, đơn giản vậy thôi. Tức là đầu tiên là các bác sẽ nhấn này. Đầu tiên là nhấn muốn xóa đi là nhấn edit này. Nhấn vào đây, chữ edit này. Xóa này, nhấn vào đây này. Đấy, sau đó thì đây. Xoay, xoay. À cái này phải nhấn stop á. Đây, nhấn stop. Đấy, stop cho dừng, nhấn edit này. Đấy, xong là xoay này. Xoay này. Xoay bao giờ về đúng cái định dạng của nó như em bảo các bác nhá. Đây, về đúng cái chữ này nha, xoay về đúng chữ này thì mình nhấn vào cái phím này hai lần, một lần, hai lần, đấy được chưa? Nhấn nó hai lần thì để một tí là máy nó sẽ xóa hết. Sau khi xóa xong thì các bác sẽ ấn vào đây cho đĩa ra. Đấy. Rồi em không xóa, để nguyên nha, để em không xóa nữa nha. Thì sau khi xóa xong, được chưa ạ? Đấy, sau khi xóa xong rồi thì mình cho đĩa ra xong rồi thì mình muốn ghi thì mình sẽ chọn vào là ghi từ CD này, hay là ghi từ điện thoại này, hay ghi từ TV, thì nói chung là mình muốn ghi từ chế độ nào sang thì mình chỉ việc chuyển từ cái phím này, được chưa ạ? Đấy. Sau đó mình nhấn cái phím này, ghi này, nhấn ghi vào đây xong rồi nhấn ghi MD thì nhấn MD xong. Thế thôi. Đấy, đơn giản không ạ? Quá dễ dàng nhá. Đấy, thế là các bác đã hoàn thành cái việc thủ tục là ghi đĩa MD. Thì đấy là em hướng dẫn các bác. Đấy, còn nếu bác nào lấy con này thì lấy nhá. Con này thì nó chạy full chức năng đấy. Con này là con giải mã M3 nhá, hàng chạy full chức năng. Đấy, thì bác nào lấy con này thì lấy. Con này thì giá là 1 triệu của nó, 1.690.000 các bác nhá. 1.690.000. Cho là nó hơi bị xí này, cái này chắc là bị con công suất thì nó đè vào. Đấy, còn nói chung là hàng đẹp lắm. So với bằng chung của hàng bãi thì hàng nó rất đẹp đây. Có đường súp riêng nhá, có cổng súp riêng này. Đấy, rồi có cầu loa này, công suất máy là 55 này. Đấy, có quang hai cổng nhá, AV. Đấy, có con bác nào mà thích làm giải mã mà chuyển xuống đẩy hoặc âm đi hát karaoke nhá thì đây, hai cổng này nhá, cổng này và cổng này này. Cổng này là truyền xuống con đẩy. Đẩy nhá để hát nghe nhạc hoặc là hát. Đấy, nói chung là tiếng nó rất là hay. Bởi vì dòng này nó là giải mã 24 bit chuẩn hàng Nhật đấy nhá các bác nhá. Các bác lưu ý cho em nhá, đây là hàng của Nhật, thế nên là về cắm điện phải cắm đúng 100V đấy nhá. Còn nếu các bác mà cắm 220 hay là cắm 110 là vẫn cháy nhá. 110, 120 hay là 220 là cháy bình thường đấy. Thế nên là phải cắm cho em đúng điện 100 nhá, bởi vì nó là hàng chuẩn nội địa của Nhật. Đấy. Thích làm giải mã thì mua cho em một cái dây quang này cắm vào đây. À, lấy một cái dây AV. Đây, cổng out này, cắm ra thiết bị đầu khác nhá. Đấy. Là mình có thể sử dụng được. Là chuyển xuống để mình hát karaoke bình thường. Đấy, còn con này thì hàng chạy full chức năng. Đấy, đây có thích nghe đường quang thì đây giải mã thì chuyển về giải mã thôi. Đây. Đấy. Thích giải mã chuyển giải mã. Còn thích chỉnh bát tép thì cũng chỉnh được luôn đây. Bác nào nghe nhiều thì đưa về on này. Đấy, bát này, giảm này. Tăng giảm tùy theo ý thích của mình nhá. Đấy. Tép này, đó. Tăng giảm theo ý thích của mình, thích tăng thích giảm tùy. Đấy, con này giá là 1.690.000 thì thôi bên như này đi. Tiện ở đây nó có 3 cái MD này thì em tặng các bác luôn này. MD này của em là 35.000 một cái nhá. 35.000 một cái. Thì thôi em tặng các bác 3 cái luôn nhá. Về các bác thích nghe cop thì cop đấy. 1.690.000 tặng 3 cái MD. Mấy cả một cái đổi nguồn. Đấy. Đây. Tặng 3 cái MD một cái đổi nguồn 1.690.000 nhá. Bác nào chốt thì alo cho em. Xin chào các bác. Đấy thì mọi thông tin đặt hàng thì cứ alo cho em là qua số 0966594581 các bác nhá. Đấy, hình thức thì các bác về vệ sinh qua em tí nhá. Em cũng nói chung là cũng vệ sinh qua rồi. Đấy, còn ví dụ một vài chỗ nó chưa có ấy cho lắm thì các bác có thể là về sơn si qua lại một tí nhá. Hàng bãi này thì nói chung là không tránh gì đâu. Đấy, còn cái con này thì em chủ yếu là này em hướng dẫn mấy bác mà gọi cho em ở hướng dẫn MD lại thì em hướng dẫn. Thì tiện thì em báo giá luôn cho các bác nhá. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây. Đấy, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng em lấy hoặc là có thể đặt hàng online tùy theo cái đoạn đường mà mình sai gần cho mình đặt nhá. Vâng, em xin chào và quang nhé.